Chúng ta đi qua một số cái bài tập của chuyên đề đại cương về kim loại. Dạng thứ nhất chúng ta xét ở đây là cái bài tập về xác định tên kim loại. Trong phần này thầy sẽ đề cập chúng ta hai cái nội dung. Thứ nhất là phương pháp làm bài và những lưu ý quan trọng. Thứ hai chúng ta sẽ áp dụng vào một số thí dụ của bài tập. Phần thứ nhất, phương pháp làm bài và những lưu ý quan trọng. Dạng bài tập xác định tên kim loại có thể được quy về một trong các cái dạng sau đây. Chúng ta có 5 dạng cụ thể. Thứ nhất là từ cấu hình hay không, ví dụ như ký hiệu, từ cấu hình hay không hoặc là ký hiệu cấu tạo của nguyên tử kim loại, chúng ta sẽ tìm được cái giá trị của số hiệu nguyên tử Z hoặc là nguyên tử khối số khối A, từ đó sẽ tìm được tên kim loại. Dạng thứ hai là chúng ta có thể tính trực tiếp nguyên tử khối của kim loại M, tức là thông qua cái dữ kiện toán học trong đề bài, và từ đó chúng ta cũng tìm được tên của kim loại. Trong cái dạng thứ ba thì chúng ta sẽ không tìm được chính xác cái giá trị của M, nhưng chúng ta lại tìm được cái khoảng biến thiên giá trị của nó, tức là M sẽ lớn hơn một cái giá trị min ở đó và nhỏ hơn một giá trị max ở đó. Thế thì dựa vào cái dữ kiện của đề bài và những cái thông số về nguyên tử khối người ta cung cấp, chúng ta sẽ tìm được cái giá trị M nó thỏa mãn nằm trong khoảng biến thiên này, rồi đó chúng ta cũng tìm được tên của kim loại. Dạng thứ tư đó là khi nếu mà chúng ta không biết cái hóa trị của kim loại M và cũng không tính được chính xác nguyên tử khối của nó và hoặc là số lượng nguyên tử, thì chúng ta phải đi thông qua cái dữ kiện đề bài phải lập được cái hàm số M bằng Sn, tức là cái hàm số nguyên giá trị khối lượng nguyên tử là một cái hàm của hóa trị N với hóa trị kim loại là 1, 2, 3 hoặc 4. Chúng ta khi đã lập được cái hàm số trên sẽ đi xét cái giá trị của N bằng 1, 2, 3, 4, từ đấy tìm ra được cái giá trị nguyên tử khối M thỏa mãn và từ đó cũng xác định được tên kim loại. Trong dạng này thì thông thường chúng ta sẽ gặp cái bài tập là kim loại không có sự thay đổi số xóa hay là thay đổi hóa trị, tức là trong các phản ứng nó chỉ có một loại hóa trị duy nhất. Tuy nhiên chúng ta cũng phải lưu ý là có thể có cái dạng bài là hóa trị của kim loại nó bị biến đổi, tức là trong cái phản ứng này thì nó hóa trị N, trong một phản ứng khác thì nó lại hóa trị M, tức là hóa trị trong cái phản ứng nó không giống nhau. Thế thì nếu đề bài cho biết là hóa trị của nó không đổi thì chúng ta cứ làm bình thường. Còn khi đề bài không nói rõ là hóa trị có biến đổi hay là không, chúng ta phải lưu ý cái trường hợp là có thể nó có sự thay đổi hóa trị. Sau bài tập thứ 5 là xác định tên kim loại, tên của hai kim loại kế tiếp nhau trong một nhóm A hoặc là trong một chu kỳ. Thế thì phương pháp làm cơ bản của chúng ta ở đây chính là dựa vào dữ kiện để tìm ra cái nguyên tử khối trung bình của hai nguyên tử. Từ đó chúng ta sẽ tìm được là nguyên tử khối trung bình nó sẽ lớn hơn cái giá trị của nguyên tử mà có khối lượng nhỏ và nhỏ hơn cái nguyên tử khối của nguyên tử lớn. Từ đó chúng ta sẽ tìm được tên của hai kim loại phù hợp. Tức là M trung bình nếu nằm giữa hai nguyên tố kim loại nào thì chúng ta sẽ chọn đấy chính là cái đáp án mà cần tìm. Tuy nhiên cái dạng thứ hai nó khó hơn, là nếu mà chúng ta không tìm được chính xác nguyên tử khối trung bình thì chúng ta sẽ có thể là làm cách nào đó dựa vào dữ kiện đề bài tìm ra được cái khoảng biến thiên của giá trị nguyên tử khối trung bình. Với cái điều kiện này thì kết hợp thêm cái tính chất hóa học và các cái đặc điểm của các cái nguyên tố kim loại mà ta cần phải tìm, chúng ta cũng sẽ tìm được tên của hai kim loại. Từ những cái phân tích ở trên chúng ta sẽ áp dụng vào một số cái bài tập sau. Bài tập số 1, cation M cộng có cấu hình atom lớp ngoài cùng là 2S2 2P6 là lithi cộng, ion lithi, ion rubidi, ion natri hay là ion kali. Thế thì chúng ta biết rằng cation M cộng nó có cấu hình atom lớp ngoài cùng là 2S2 2P6, do đó cấu hình atom nguyên tử của nó phải có nhiều hơn một e, tức là khi hình thành cái cation thì nó đã mất đi một e rồi, và e này là một e ở phân lớp 3s. Vậy cấu hình atom nguyên tử của M là 1S2 2S2 2P6 3S1, tức là Z số hiệu nguyên tử của nó bằng 11. Đây chính là số lượng nguyên tử của nguyên tố natri. Vậy thì đáp án đúng ở đây là C, ion M cộng chính là ion natri. Bài tập số 2, nguyên tử kim loại M có tổng số hạt là 40, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12 hạt. Kim loại M là A, natri số lượng nguyên tử bằng 11, B, magie số lượng nguyên tử bằng 12, C, nhôm số lượng nguyên tử bằng 13 và D, canxi số lượng nguyên tử bằng 20. Thế thì ở đây chúng ta sẽ phải đi tìm cái thành phần cấu tạo của nguyên tử, tức là tìm cái giá trị của Z để từ đó suy ra cái nguyên tố kim loại cần tìm ở đây là nguyên tố nào. Chúng ta gọi Zn lần lượt là số hạt proton và số hạt neutron có trong nguyên tử kim loại M. Thế thì chúng ta có tổng số hạt sẽ bằng là 2Z cộng N bằng 40. Lưu ý rằng
trong nguyên tử tổng số hạt là số proton, số electron và số neutron. Số proton và số electron thì bằng nhau và đều bằng z, số neutron là n. Vậy chúng ta có phương trình duy nhất là 2z cộng n bằng 40. Đây là ký hiệu là phương trình 1 này. Thứ hai là chúng ta có số hạt mang điện, ở đây là proton và electron, tức là 2z. Số hạt không mang điện là chỉ có neutron n. Vậy thì người ta đã cho là số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12 hạt, tức là ký hiệu 2z trừ n sẽ bằng 12. Đây là phương trình số 2. Từ phương trình 1 và phương trình 2, chúng ta sẽ lập được cái hệ hai phương trình bậc nhất, hai ẩn đối với n và z. Giải hệ này chúng ta tìm được giá trị của z bằng 13 và n bằng 14. Vậy m chính là nguyên tố nhôm có z bằng 13. Đáp án đúng rồi, C. Bài tập số 3. Hai kim loại XY kế tiếp nhau trong chu kỳ có tổng số điện tích hạt nhân là 25. XY là hai nguyên tố nào dưới đây? A. Natri và magie. B. Magie và nhôm. C. Magie và canxi. Và D. Natri và kali. À, thế thì ở đây chúng ta để giải bài này thì chúng ta phải đi tìm được cái giá trị của nguyên tử khối, cái giá trị số hiệu nguyên tử hay là điện tích hạt nhân của hai nguyên tố này. Chúng ta gọi ZX, ZY lần lượt là số hiệu của nguyên tử X và nguyên tử Y. Do hai kim loại là kế tiếp nhau trong chu kỳ, lưu ý là trong chu kỳ chứ không phải nhóm A, nên nó sẽ có cái giá trị số hiệu nguyên tử hay là số proton sẽ là hơn cả nhau một đơn vị. Giả sử như là ZY sẽ bằng là ZX cộng 1, chúng ta gọi đây là phương trình thứ nhất. Tổng số điện tích hạt nhân theo đề bài là bằng 25, vậy suy ra ZX cộng ZY sẽ phải bằng 25, đây là phương trình số 2. Từ 1 và 2 chúng ta sẽ tìm được ZX bằng 12 và ZY bằng 13. Vậy X chính là nguyên tố magie có số hiệu nguyên tử là 12 và Y là nhôm, số hiệu nguyên tử là 13. Đáp án đúng ở đây là B, magie và nhôm. Bài tập số 4. Hòa tan hoàn toàn 0,575g một kim loại kiềm vào nước để trung hòa dung dịch, thu được cần 25g dung dịch HCl 3,65%. Kim loại kiềm đã sử dụng là cho liti bằng 7, natri 23, kali 39, boron 85. A. Liti, B. Natri, C. Kali và D là rubidi. Thế thì đây là một cái dạng bài mà chúng ta sẽ đi tìm được nguyên tử khối của nó và từ đó sẽ tìm được kim loại tương ứng. Gọi kim loại kiềm cần tìm là M. Chúng ta biết rằng kim loại kiềm thì nó có hóa trị 1 và nó tác dụng được với nước để giải phóng khí hydro. Phản ứng là khi cho M vào nước sẽ sinh ra dung dịch kiềm MOH và giải phóng khí hydro, và dung dịch thu được được trung hòa bởi HCl, phản ứng xảy ra theo tỷ lệ 1:1 sinh ra muối và nước. Chúng ta theo đề bài tìm được số mol của kim loại là bằng 0,575 chia cho M mol. Số mol của axit chloric tính được là bằng 25 nhân 3,65%, đây chính là khối lượng của axit chloric có tan trong dung dịch, và chia cho 36,5 là khối lượng mol của HCl, tìm được số mol của nó là 0,025 mol. Theo 1 và 2 chúng ta thấy số mol của M bằng số mol của MOH bằng số mol của HCl. Vậy thì suy ra là 0,575 chia cho M chính là số mol của kim loại sẽ phải bằng số mol của HCl bằng 0,025. Giải phương trình này chúng ta tìm được M sẽ bằng là 23. Đây chính là nguyên tử khối của natri. Vậy đáp án đúng ở đây là B. Bài tập số 5. Nhiệt tân hoàn toàn 2,52g một muối carbonat kim loại hóa trị 2 được 1,2g chất rắn. Công thức của muối carbonat là A. Magie carbonat, B. Canxi carbonat, C. Bari carbonat và D. Sắt 2 carbonat. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng đây cũng là một dạng bài mà chúng ta sẽ tìm được cái nguyên tử khối của kim loại và từ đó sẽ tìm được là nó là kim loại nào. Công thức của muối carbonat cần tìm chúng ta gọi là MCO3. Ở đây M là kim loại hóa trị 2. Phản ứng chúng ta có phản ứng nhiệt phân MCO3, khi nhiệt phân sẽ sinh ra oxit. M là hóa trị 2 nên oxit của nó có dạng là MO cộng với khí CO2. Chúng ta có thể giải bài này bằng hai cách khác nhau. Với cách 1, chúng ta nhận xét rằng là số mol của MCO3 muối carbonat sẽ bằng số mol của oxit tạo thành. Vậy thì chúng ta lập được số mol của muối carbonat sẽ bằng là 2,52 chia cho M cộng 60. M cộng 60 là khối lượng mol của muối carbonat. Và tương ứng số mol của oxit là 1,2 chia cho M cộng 16. Thế thì từ nhận xét ở trên là số mol của hai cái sản phẩm chất này là bằng nhau. Vậy chúng ta có 2,52 chia cho M cộng 60 sẽ bằng 1,2 chia cho M cộng 16. Giải phương trình thứ nhất này, chúng ta tìm được giá trị của M bằng 24. Đây chính là nguyên tử khối của magie. Vậy thì đáp án đúng ở đây là đáp án A, magie carbonat. Cái cách 1 này thì là cái phương án mà rất nhiều bạn sẽ lựa chọn. Tuy nhiên, nó có cái khó khăn là chúng ta phải đi giải cái phương trình bậc nhất, bậc ẩn đối với M, và cái việc quy đồng mẫu số rồi biến đổi thì cũng mất tương đối thời gian.
Vậy thì chúng ta có thể làm cái bài này một cách nhanh chóng hơn, tương ứng với cái dạng bài trắc nghiệm, thì chúng ta nên dùng cái cách hai là phương pháp bảo toàn khối lượng. Chúng ta thấy rằng là theo phương pháp bảo toàn khối lượng thì khối lượng của CO2 sinh ra sẽ chính bằng khối lượng của muối carbonat trừ đi khối lượng của oxit tạo thành. Thay số chúng ta tính được là 1,32 gam. Nhận xét số mol của oxit sẽ bằng số mol của CO2. Vậy thì chúng ta tính được là bằng 0,03 mol. Khối lượng của oxit đã có là 1,2 gam. Vậy thì chúng ta tìm được cái khối lượng mol của oxit là M cộng 16 sẽ bằng 40. Tính được M bằng 24. Đây là nguyên tố magie. Hoàn toàn giống như đáp án ở cách 1. Tuy nhiên với phương án 2 này chúng ta có thể tính rất nhanh. Bài tập số 6. Điện phân với điện cực trơ dung dịch muối cao ua của một kim loại hóa trị 2 với cường độ dòng điện 3 A. Sau 1930 giây, thấy khối lượng cathode tăng 1,92 gam. Kim loại trong muối cloro ở trên là kim loại nào sau đây? A. Kẽm. B. Niken. C. Sắt. Và D. Đồng. Thế thì bài này cũng là thuộc dạng chúng ta sẽ đi tìm cái nguyên tử khối của nó. Và ở đây chúng ta gọi cái kim loại hóa trị 2 cần tìm là M. Phản ứng điện phân là MCl2. Điện phân sẽ sinh ra M ở cathode và clo ở anode. Sử dụng phương trình Faraday, có phương trình Faraday là M bằng IET NF. Chúng ta biến đổi được là A sẽ bằng là M nhân N nhân F chia IT. Chúng ta đang đi cần tìm cái nguyên tử khối của nó là nguyên tử khối A. Theo đề bài chúng ta có khối lượng của kim loại M bằng 1,92 gam. N là số E trao đổi chính bằng hóa trị của nó bằng 2. Clo, hàng số F là hàng số Faraday bằng 96.500. I là cường độ dòng điện bằng 3 A. T là thời gian điện phân 1930 giây. Thay vào phương trình ở trên, chúng ta có A bằng 1,92 nhân 2 nhân 96.500 chia cho 3 nhân 1930. A bằng 64. Đây là nguyên tử khối của đồng. Vậy đáp án đúng ở đây là đáp án D. Nguyên tố kim loại trong muối cloro là đồng. Bài tập số 7. Khi hòa tan hydroxit kim loại MOH2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch axit sulfuric 20%, thu được dung dịch muối trung hòa có nồng độ 27-21%. Kim loại M là cho H bằng 1, O bằng 16, magie bằng 24, lưu huỳnh bằng 32, sắt bằng 56, đồng 64 và kẽm 65. Có 4 đáp án: A. Đồng. B. Kẽm. C. Sắt. Và D. Magie. Bài tập này thì nó có cái khó ở chỗ là người ta không cho biết cái lượng chất tham gia phản ứng ở đấy là bao nhiêu. Vậy thì đây thuộc cái dạng bài là phải tự chọn lượng chất. Thế thì chúng ta có phản ứng là hydroxit hóa trị 2 MOH2 cộng với axit sulfuric theo tỷ lệ 1:1 sinh ra muối MSO4 cộng với nước. Xét với 100 gam dung dịch axit sulfuric thì chúng ta có khối lượng của axit sulfuric nguyên chất chính bằng nồng độ khoảng 20 gam. Từ đây chúng ta tính được số mol của muối MSO4 theo phương trình bằng số mol của MOH2 bằng số mol của axit sulfuric đã phản ứng bằng 20 chia cho 98 mol. Tính được khối lượng của muối MSO4 sẽ bằng là khối lượng mol M cộng 96 nhân với số mol tương ứng là 20 phần 98. Và tương ứng là khối lượng của MOH2 sẽ bằng là M cộng 34 là khối lượng mol nhân với số mol tương ứng là 20 chia phần 98. Thế thì từ đây chúng ta sẽ tính được khối lượng của dung dịch. Biết rằng là chúng ta đã cho MOH2 tác dụng với axit sulfuric mà khối lượng axit sulfuric đã biết rồi là bằng 100 gam. Khối lượng của MOH2 vừa tính được là bằng M cộng với 34 nhân với 20 phần 98. Theo định luật bảo toàn khối lượng thì khối lượng dung dịch trước và sau phản ứng là như nhau. Vậy thì nó sẽ bằng là 100 cộng với M cộng 34 nhân với 20 chia 98 gam. Có khối lượng của chất tan là MSO4 lại có khối lượng của dung dịch rồi, chúng ta sẽ tính được nồng độ phần trăm của muối MSO4 sẽ bằng là M cộng 96 nhân 20 phần 98 chia cho 100 cộng M cộng 34 nhân 20 phần 98 nhân 100 bằng giá trị nồng độ là 27,21 như đề bài đã cho. Giải phương trình bằng nhất ở trên, chúng ta sẽ tìm được giá trị M bằng 64. Đây chính là nguyên tử khối của đồng. Vậy nguyên tử kim loại trong hydroxit chính là đồng, đáp án A. Chúng ta sang bài tập số 8. Cho 24,8 gam hỗn hợp kim loại kiềm thổ và oxit của nó tác dụng với dung dịch axit chloric dư, thu được 55,5 gam muối khan. Kim loại kiềm thổ cần tìm là A. Bari 137, B. Strongly 88, canxi 40 hay là magie có nguyên tử khối là 24. Đây là một cái dạng bài, một bài thuộc cái dạng mà chúng ta sẽ không tìm được chính xác nguyên tử khối của nó, mà chúng ta sẽ phải chỉ tìm được cái khoảng biến thiên nguyên tử khối của nó thôi. Thế chúng ta có gọi M là kim loại kiềm thổ cần tìm. Phương trình phản ứng
là oxit là MO cộng với axit chloric sinh ra muối MCl2, và kim loại M cũng tác dụng đối với axit chloric sinh ra muối MCl2 giải phóng khí hydro. Thế thì từ hai phương trình ở trên chúng ta suy ra là số mol của MCl2 chính bằng số mol của hỗn hợp. Phương trình 1 thì số mol của oxit bằng số mol của muối, và phương trình 2 số mol kim loại cũng bằng số mol của muối, tức là số mol của tổng số mol của hỗn hợp chính bằng số mol của muối tạo thành. Và chúng ta nhận xét rằng là số mol của muối thì nó sẽ biến thiên trong khoảng là 24,8 chia cho m của 16, tức là nếu toàn bộ hỗn hợp là oxit thì số mol của nó sẽ là nhỏ nhất, và nếu toàn bộ hỗn hợp chỉ là kim loại thì số mol của nó là lớn nhất. Vậy thì số mol của hỗn hợp sẽ nằm trong khoảng từ 24,8 chia cho m cộng 16 đến 24,8 chia cho m. Từ đây chúng ta suy ra được là khối lượng của muối clorua sinh ra sẽ bằng là 24,8 chia cho m cộng 16 là số mol nhỏ nhất, nhân với khối lượng phân tử của nó là m cộng 71, đấy là giá trị nhỏ nhất, và nó sẽ nhỏ hơn cái giá trị lớn nhất là 24,8 chia cho m nhân với m cộng 71. Từ phương trình này chúng ta tìm được là 24,8 chia cho m cộng 16 nhân với m cộng 71 sẽ nhỏ hơn 55,5. 55,5 đây chính là khối lượng muối khan mà đề bài cho. Lượng muối khan thực tế sẽ nằm trong khoảng hai cái giá trị lớn nhất và nhỏ nhất này. 55,5 sẽ nhỏ hơn 24,8 chia cho m nhân với m cộng 71. Từ đây chúng ta giải sẽ tìm ra được là m sẽ lớn hơn 28,43 và nhỏ hơn 44,43. Việc giải phương trình này thì không có gì là khó khăn, các em có thể tự giải được. Và chúng ta sẽ thấy rằng là chỉ có nguyên tố canxi là có nguyên tử khối nằm trong khoảng từ 28,43 đến 44,43. Vậy thì kim loại ở đây cần tìm đó chính là nguyên tố canxi, đáp án C. Bài tập số 9 là một cái bài tập cũng tương tự như ở trên, tức là chúng ta cũng sẽ chỉ tìm được cái khoảng biến thiên nguyên tử khối của nó thôi. Hòa tan 17,4 gam hỗn hợp gồm hai muối carbonat và sunfit của cùng một kim loại kiềm vào dung dịch axit chloric dư, thu được 3,36 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Kim loại kiềm cần tìm là A. Liti, B. Natri, C. Kali và D. Rubidi. Thế thì ở đây cũng tương tự, chúng ta gọi M là kim loại kiềm cần tìm. Phương trình phản ứng là muối carbonat của nó có dạng là M2CO3, khi tác dụng với axit chloric thì nó sẽ sinh ra khí CO2 và tạo thành muối chloro MCl. Tương tự thì muối sunfit là M2SO3, tác dụng axit chloric thì cũng bị axit đẩy ra khí SO2 và tạo thành muối MCl. Từ hai phương trình này chúng ta có cái nhận xét là số mol của hỗn hợp muối chính bằng số mol khí tạo thành. Ở phương trình 1 thì số mol của muối carbonat sẽ bằng số mol của CO2. Phương trình 2 thì số mol của muối sunfit bằng số mol của SO2, tức là số mol của hỗn hợp muối bằng số mol của khí, tính được là bằng 0,15 mol theo dữ kiện đề bài đã cho. Vậy thì chúng ta sẽ tìm được có khối lượng của hỗn hợp, có số mol hỗn hợp, chúng ta sẽ tìm được khối lượng mol trung bình của hỗn hợp, m trung bình của hỗn hợp. Và m trung bình của hỗn hợp nó sẽ phải nằm trong khoảng là khối lượng của cái muối nhỏ và đến lớn hơn khối lượng phân tử của muối carbonat và nhỏ hơn khối lượng phân tử của muối sulfit. Tức là 2m cộng 60 sẽ nhỏ hơn m trung bình và nhỏ hơn 2m cộng 80. Chúng ta thay số vào tìm được m trung bình sẽ bằng là 17,4 chia cho 0,15. Suy ra là m sẽ lớn hơn 18 và nhỏ hơn 28. Phương trình này cũng tương đối đơn giản, chúng ta hoàn toàn có thể giải được. Từ đấy tìm được là chỉ có cái m bằng 23, tức là nguyên tử natri là nằm trong cái khoảng từ 18-28. Do đó đáp án đúng ở đây là kim loại natri, đáp án B. Chúng ta sang cái dạng bài tập mà như đã đề cập ở trên là cái dạng bài tập khi mà không xác định được cái hóa trị hoặc là không tìm được cái nguyên tử khối chính xác hoặc là cái khoảng biến thiên của nó, thì chúng ta phải thiết lập một cái hàm giữa nguyên tử khối với hóa trị. Bài tập số 10, để oxy hóa hoàn toàn một kim loại M có hóa trị không đổi trong hợp chất thành oxit, phải dùng một lượng oxy bằng 40% lượng kim loại đã dùng. M là A. Sắt, B. Nhôm, C. Magie và D. Canxi. Thế thì ở đây chúng ta gọi M là kim loại cần tìm, hóa trị tương ứng của nó là N. Phương trình phản ứng là M cộng với oxy sinh ra cái oxit là M2N. Chúng ta có phần trăm oxy đã tham gia phản ứng so với, chú ý ở đây là phần trăm oxy so với khối lượng kim loại đã phản ứng, chứ không phải là khối lượng của oxy tạo thành. Tức là khối lượng kim loại đã phản ứng là 2M, tương ứng với nó là oxy tạo thành trong oxit sẽ là 16N. Chúng ta có phần trăm oxy sẽ bằng là 16N chia cho 2M nhân 100, theo đề bài là bằng 40%. Giải phương trình đồng nhất này, chúng ta tìm được là cái hàm M bằng 20N. Đây là mối liên hệ giữa nguyên tử khối và hóa trị.
thế thì chúng ta xét cái giá trị của n từ 1 đến 3. N bằng 1 thì m bằng 20, không có nguyên tố kim loại nào thỏa mãn. N bằng 2 thì m bằng 40, đây chính là nguyên tử khối của canxi. N bằng 3 thì m bằng 60, cũng không có nguyên tố kim loại nào thỏa mãn. Thế thì ở đây m chính là nguyên tố canxi. Đáp án đúng ở đây là đáp án D. Một bài tập khác trong cái dạng này đó chính là khi cho 8,4 gam kim loại m tác dụng hết với dung dịch axit sulfuric loãng dư, thu được 3,36 lít khí hydro điều kiện tiêu chuẩn. Kim loại m là A magie, B kẽm, C sắt và D nhôm. Chúng ta cũng gọi m là kim loại gần tìm, có hóa trị không đổi n. Chúng ta có thể giải bài này bằng hai cách khác nhau. Cách một, viết phương trình phản ứng là m chưa biết hóa trị, chúng ta viết dạng tổng quát là 2m cộng n phân tử H2N4 sinh ra muối sulfat M2N4 tất cả n lần và giải phóng khí hydro. Chúng ta có số mol của kim loại m tính được là bằng 8,4 chia cho m lớn. Số mol của hydro theo đề bài tính được là bằng 3,36 chia 2,4 bằng 0,15 mol. Theo cái phương trình trên, chúng ta thấy số mol của hydro sẽ bằng n trên 2 số mol kim loại, tức là bằng n trên 2, suy ra là n trên 2 nhân với 8,4 chia cho m sẽ bằng 0,15. Giải phương trình này chúng ta tìm được cái mối liên hệ là m bằng 28n. Thế thì cách thứ nhất này là cái cách phổ biến mà chúng ta vẫn hay sử dụng. Tuy nhiên khi mà làm bài trắc nghiệm thì việc với cái dạng bài mà chỉ một kim loại này chúng ta có thể dễ dàng làm. Tuy nhiên nếu mà đề bài cho một hỗn hợp nhiều kim loại thì cái việc viết phương trình rất mất thời gian và việc cân bằng nó cũng tương đối là mất thời giờ. Vì vậy thì chúng ta nên dùng cái cách thứ hai là phương pháp bảo toàn F0. Chúng ta biết là quá trình nhường E, M sẽ nhường đi NE để đưa lên số xóa là dương N với tương ứng là N hóa trị. Quá trình nhận E ở đây là hydro, ion H cộng hay protein sẽ nhận E cộng để sinh ra khí hydro. Thì chúng ta thấy rằng là số mol E nhường phải bằng số mol E nhận. Đây là nội dung của định luật bảo toàn E cộng. Tương đương với số mol của E nhường sẽ bằng 8,4 chia cho M là số mol của kim loại nhân với số E nó đã nhường đi là N bằng số mol E mà hydro đã nhận vào, tức là 0,15 nhân 2. Mỗi phân tử hydro thì nhận vào 2 atom, à 1 atom, vậy thì một phân tử hydro sẽ nhận vào 2 atom. Chúng ta có số mol E nhận sẽ bằng 2 lần số mol của hydro. Từ đấy chúng ta cũng tìm được phương trình là M bằng 28N giống như trên. Xét các giá trị N bằng 1 thì M bằng 28, không có kim loại thỏa mãn. N bằng 2 thì M bằng 56, đây chính là nguyên tử sắt. Và N bằng 3 thì M bằng 84 thì cũng không có nguyên tố nào thỏa mãn. Vậy thì M ở đây chính là nguyên tử sắt. Đáp án đúng ở đây là đáp án C. Bài tập số 12. Hòa tan hết 23,24 gam kim loại M trong axit nitric dư, thu được 2,688 lít NO duy nhất đo được điều kiện chuẩn. Kim loại M là A magie, B đồng, C bạc và D nhôm. Gọi hóa trị của kim loại M là N. Chúng ta cũng có thể giải theo hai cách khác nhau. Cách thứ nhất là viết phương trình 3M cộng 4NHNO3 sinh ra muối MNO3 tất cả N lần cộng với giải phóng khí NO và nước. Chúng ta tính được số mol của kim loại bằng 3,24 chia cho M. Số mol của khí NO tính được theo điều kiện tiêu chuẩn là bằng 2,688 chia 2,4 bằng 0,12 mol. Cũng nhận xét rằng là số mol của NO sẽ bằng N trên 3 lần số mol kim loại. Thay số bằng chúng ta có N trên 3 nhân với 3,24 chia cho M sẽ bằng 0,12. Rút ra được phương trình là M bằng 9N. Để thiết lập phương trình này chúng ta có thể đi theo cách là phương pháp bảo toàn thứ hai, bảo toàn E cộng, cách số 2. Quá trình nhường E, kim loại M sẽ nhường đi NE để sinh ra ion M cộng N. Quá trình nhận E là nitơ từ dương 5 sẽ nhận vào 3E để chuyển sang số xóa dương 2. Chúng ta thấy rằng số mol E nhường phải bằng số mol E nhận, tức là 3,24 chia cho M nhân N là số mol E nhường phải bằng số mol E nhận là 3 nhân 0,12. Suy ra là M cũng bằng 9N. Xét các giá trị của N, với N bằng 1 thì M bằng 9, không có nguyên tố kim loại nào thỏa mãn. N bằng 2 thì M bằng 18, cũng không có nguyên tố kim loại nào thỏa mãn. Với N bằng 3 thì M bằng 27, đây chính là nguyên tử khối của nhôm. Vậy đáp án thỏa mãn ở đây là M là nhôm, đáp án D. Bài tập số 13. Nhiệt phân hoàn toàn 9,4 gam một muối nitrat kim loại M hóa trị không đổi, được 4,0 gam oxit và hỗn hợp khí NO2 và oxy. Muối của kim loại M là A sắt 3 nitrat, B kẽm nitrat, C đồng nitrat và D bạc nitrat. Thế thì chúng ta cũng gọi là hóa trị của kim loại M. Tương trình nhiệt phân, chúng ta biết rằng là theo đề bài thì phản ứng sẽ sinh ra oxit khí NO2 và oxy, nên chúng ta có thể biết là dưới dạng phương trình là 4MNO3 tất cả N lần. Nhiệt phân sinh ra 2M2ON cộng 4NNO2 và giải phóng ra N phân tử oxy. Chúng ta có số mol của muối nitrat theo đề bài là khối lượng đã có rồi. Chúng ta tính được số mol là 9,4 chia cho M cộng với 62N.
số mol của oxit tạo thành là 4 chia cho 2m cộng 16n. Theo phương trình chúng ta thấy rằng số mol của muối nitrat sẽ gấp đôi số mol của oxit, do đó 9,4 chia cho m cộng 62n sẽ bằng 2 nhân với 4 chia cho 2m cộng 16n. Giải phương trình này chúng ta tìm được mối liên hệ là m bằng 32n. Cũng xét các giá trị của n. Với n bằng 1 thì m bằng 32, không có nguyên tố n thỏa mãn. N bằng 2 thì m bằng 64, đây chính là nguyên tử cuối cộng đồng. N bằng 3, m bằng 96 thì cũng không có nguyên tố nào thỏa mãn. Vậy thì m phải là đồng. Muối của kim loại m là muối đồng 2 nitrat. Đáp án thỏa mãn ở đây là C. Vừa rồi thì chúng ta đã đi xác định những cái bài tập mà trong đó các nguyên tố kim loại là không có sự thay đổi số xóa, tức là số xóa của nó được giữ nguyên trong các phản ứng hóa học. Bây giờ chúng ta sẽ xét một cái ví dụ trong đó kim loại nó có sự thay đổi số xóa trong các phản ứng. Bài tập số 14. Có hai miếng kim loại M có cùng khối lượng, mỗi miếng khi tan hoàn toàn trong dung dịch axit cloric và dung dịch axit sulfuric đặc nóng thu được khí hydro và LO2. Trong đó thể tích của LO2 sẽ bằng 1,5 thể tích của hydro đo ở cùng điều kiện. Khối lượng muối clorua bằng 63,5% khối lượng muối sulfat tạo thành. Kim loại M là A sắt, B magie, C nhôm và D là kẽm. Thế thì ở đây chúng ta gọi AB lần lượt là hóa trị của kim loại M trong hai phản ứng. Phương trình phản ứng, khi tác dụng với axit cloric thì nó sẽ sinh ra cái muối có hóa trị là A giải phóng khí hydro. Axit cloric là axit không có tính oxy hóa mạnh, vì vậy nó chỉ giải phóng ra khí hydro thôi. Còn axit sulfuric ở đây là đặc nóng thì nó sẽ không phải là giải phóng khí hydro nữa mà nó giải phóng ra khí NO2. M được đưa lên số xóa là B, hóa trị B. Thế thì chúng ta thấy rằng là số mol hydro tính được là bằng A trên 2 lần số mol của kim loại M. Số mol của NO2 sẽ bằng B trên 2 lần số mol của kim loại M. Theo đề bài, số mol của NO2 bằng 1,5 lần số mol của hydro, do đo trong điều kiện nên tỷ lệ thể tích cũng chính là tỷ lệ số mol. Chúng ta có là NO2 trên hydro sẽ bằng là B trên A bằng là 1,5. Suy ra là A phải bằng 2, B bằng 3. Chúng ta đã gọi AB là hóa trị, và hóa trị nó chỉ có các cái giá trị nguyên dương từ 1 đến 4. Vậy thì thỏa mãn điều kiện này chỉ có thể là A bằng 2, B bằng 3. Do đó chúng ta sẽ thấy rằng là muối clorua ở đây là muối hóa trị 2, MCl2, và muối sulfat là muối hóa trị 3, M2, L4, tất cả 3 lần. Theo hai phương trình phản ứng 1, 2, chúng ta nhận thấy số mol của muối clorua sẽ bằng số mol của kim loại M bằng 2 lần số mol của muối sulfat. Từ đấy chúng ta có tỷ lệ khối lượng của muối clorua chia cho khối lượng của muối sulfat sẽ bằng là 63,5%, giống như đề bài đã cho. Và thay số vào, chúng ta có 2 nhân với M cộng 71 là khối lượng của muối clorua tương ứng với cái lượng sulfat là 2M cộng 96,3 nhân 3. Từ giải phương trình trên, chúng ta sẽ tìm được M bằng 56. Đây chính là nguyên tử khối của sắt. Vậy đáp án A là đáp án đúng. Chúng ta sang cái dạng bài tập cuối cùng ở trong cái chuyên đề này, đó chính là cái dạng bài tập mà chúng ta đi tìm các nguyên tố kim loại kế tiếp nhau trong chu kỳ hoặc trong nhóm. Bài tập số 15. Hòa tan hoàn toàn 1,36 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm kế tiếp nhau trong nhóm 1A vào nước được 0,56 lít khí hydro ở điều kiện được chuẩn. Đó là hai kim loại nào? A natri kali, B ruby cesi, C kali ruby đi và D li đi natri. Phương pháp làm ở dạng bài này chính là chúng ta phải đi tìm M trung bình. Gọi M trung bình là công thức chung của hai kim loại kiềm, vì nó đều là kim loại kiềm nên phản ứng hóa học của nó giống hệt nhau. Phương trình phản ứng là 2M trung bình cộng 2 nước sinh ra 2M trung bình OH và giải phóng khí hydro. Chúng ta nhận thấy là số mol của kim loại M, số mol của kim loại sẽ bằng là 2 lần số mol của hydro, và từ đó chúng ta tìm được là số mol của kim loại sẽ bằng là 0,05 mol. Vậy thì có khối lượng của hỗn hợp rồi, có số mol, chúng ta sẽ tìm được khối lượng mol trung bình của hỗn hợp kim loại bằng là 1,36 chia cho 0,05 cho bằng 27,2, sẽ là lớn hơn cái giá trị trung bình này, nằm giữa hai nguyên tố kim loại là natri có nguyên tử khối 23 và kali nguyên tử khối bằng 39. Vậy hai kim loại kiềm cần tìm ở đây là natri và kali. Đáp án đúng ở đây là đáp án A. Bài tập số 16. Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở hai chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm 2A, phân nhóm chính nhóm 2, tác dụng hết với dung dịch axit cloric dư, thoát ra 0,672 lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn. Hai kim loại đó là cho bari bằng 9, magie bằng 24, canxi 40, sodium 87 và bari 117. A bari magie, B magie canxi, C canxi sodium và D sodium bari. Cũng tương tự như trên, chúng ta gọi M trung bình là công thức chung của hai kim loại thuộc nhóm 2A. Phương trình phản ứng, M trung bình cộng với 2HCl sinh ra M trung bình Cl2 cộng với H2
Ở đây chúng ta lưu ý rằng là đây các kim loại thuộc nhóm 2A nên hóa trị của nó là hóa trị 2. Chúng ta có số mol của kim loại sẽ bằng là số mol của hydro theo phương trình chúng ta nhận xét được điều này, và sẽ bằng là 0,03 mol theo dữ kiện đề bài. Vậy thì chúng ta cũng tìm được M trung bình, tức là khối lượng mol trung bình của hỗn hợp kim loại bằng 1,67 chia cho 0,03 bằng 55,67. Khối lượng mol trung bình này nằm giữa hai nguyên tố là canxi 40 và strong đi 88. Vậy thì hai kim loại thuộc nhóm 2A cần tìm ở đây chính là canxi và strong đi. Đáp án đúng ở đây là đáp án C. Vừa rồi chúng ta đã xét một số các bài tập liên quan đến cái dạng thứ nhất trong chuyên đề về đại cương về kim loại. Đấy chính là bài tập xác định tên kim loại.